Tiền siêu năm nay mỗi suất chỉ có hai đồng bảy, nhưng mà nhà mày nộp hai suất, nghe không? Một suất của chồng mày, một suất nữa của thằng Hợi. Thưa ông, chú nó chết từ tháng riêng rồi mà, nhà con vẫn chưa khai tử hay sao? Lý trưởng phán gắt. Khai tử rồi, cũng phải đóng siêu. Ai bảo nó không chết từ tháng mười năm ngoái? Bây giờ nó đã chẳng may thiệt phận, đành rằng suất siêu của nó nhà cháu phải đóng, nhưng cháu xin các ông cho khất đến mai. Hôm nay, cháu hãy đóng trước một suất các ông tha cho nhà cháu về kẻo người yếu đau bị trói cả ngày không khéo chết mất lý trưởng trừng mắt chết thì ông chôn mới tưởng chồng mày chết mà ông sợ à muốn chồng khỏi chói về đem nốt hai đồng bảy nữa đây nếu không thì ông còn trói ông trói cho đến khi nào đủ sưu thì thôi chị dậu chừng như uất quá ngồi sụp xuống chỗ cạnh chồng chị khóc chu chéo Ôi trời ơi, tôi bán cả con lẫn chó và hai gánh khoai mới được hai đồng bảy. Tưởng rằng đủ tiền nộp sưu cho chồng thì chồng tôi khỏi bị hành hạ đêm nay. Ai ngờ lại còn xuất sưu của người chết nữa, khốn nạn thân tôi. Gõ đầu roi xuống đất, cái lệ thét bằng giọng khan khan của người hút nhiều sái cũ. Thằng kia, ông tưởng mày chết đêm qua, còn sống đây à? Nộp tiền sưu mau, mau. Hoảng quá, anh dậu vừa để bắt cháu xuống phản và lăn đùng ra đó không nói được câu gì. Người nhà lý trưởng cười một cách mỉa mai. Anh ta lại sắp phải gió như đêm qua đấy. Rồi hắn chỉ luôn vào mặt chị dậu. Chị khất tiền siêu đến chiều mai phải không? Đấy, chị nói với ông Cai, để ông ấy gia đình kêu với quan cho. Chứ ông Lý thì tôi không có quyền dám cho chị khất một giờ nào nữa. Cai lệ không để cho chị được nói hết câu, trợn ngược hai mắt, hắn quát. Mày định nói cho cha mày nghe đấy à? sư của nhà nước mà dám mở mồm xin khất chị dậu vẫn cố thiết tha khốn nạn nhà cháu đã không có dậu ông chửi mắng cũng đến thế thôi xin ông trông lại cai lệ vẫn giọng hầm hè nếu không có tiền nộp sưu cho ông bây giờ thì ông sẽ dỡ cả nhà mày chửi mắng mà thôi à